Xin kính chào quý vị và các bạn, đây là chương trình Đức Thánh Cha Francisco Nhật ký Tông Du, chương trình điểm lại những hoạt động của Đức Thánh Cha trong chuyến Tông Du lần thứ 45 ra nước ngoài của Ngài. Trước khi đến với những hoạt động trong 2 ngày cuối cùng của chuyến Tông Du tại đất nước Singapore, xin mời quý vị các bạn cùng đến với chia sẻ của Đức Thánh Cha về những đau buồn mà đất nước chúng ta đang phải trải qua vì cơn bão Yagi và vì lũ lụt. Theo Vatican News tiếng Việt tối thứ Năm ngày 12 tháng 9, phòng báo chí Tòa Thánh công bố bức điện thư của Đức Thánh Cha được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, bày tỏ sự đau buồn và liên đới tinh thần với những người bị thương và tiếp tục bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi, đồng thời ngài cầu nguyện cho linh hồn những người đã qua đời. Trong điện thư, Đức Thánh Cha Francisco hết sức đau buồn trước tin tức về cơn bão Yagi đã gây nên nhiều thiệt hại về nhân mạng và sự tàn phá trên diện rộng tại Việt Nam. Ngài bày tỏ tình liên đới, tinh thần với những người bị thương và với cả những người phải chịu hậu quả của thảm họa này. Đức Thánh Cha phó thác linh hồn của những người đã qua đời cho lòng thương xót, yêu thương của Thiên Chúa Toàn Năng và cầu xin ơn bình an và an ủi của Thiên Chúa cho tất cả mọi người, đặc biệt cho các nhà lãnh đạo chính quyền dân sự và các nhân viên cứu trợ. Đức Thánh Cha Francisco đau buồn sâu sắc khi được thông báo về cơn bão và lũ lụt gần đây tại Việt Nam đã gây ra nhiều thiệt hại về nhân mạng và sự tàn phá trên diện rộng. Và Ngài cũng bày tỏ sự liên đới tinh thần với những người bị thương và tất cả những người đang phải gánh chịu những hậu quả tiếp diễn của thảm họa này. Đức Thánh Cha phó thác linh hồn những người đã qua đời cho lòng thương xót của Thiên Chúa Toàn Năng và cầu xin Thiên Chúa ban phúc lành cho tất cả mọi người, đặc biệt là các nhà lãnh đạo chính quyền dân sự và các nhân viên cứu hộ đang làm công việc hỗ trợ để họ có được sự bình an và an ủi. Theo đánh giá mới nhất của chính quyền địa phương, bão Yagi đã làm sập cầu, tàn phá các tòa nhà, phá hủy ít nhất 250.000 hecta hoa màu và khiến ít nhất 226 người chết và khoảng 104 người mất tích. Tại thủ đô Hà Nội, hơn 15.000 người phải sơ tán do lũ sông Hồng. Đó là những chia sẻ được trích từ Vatican News tiếng Việt và được trang tin tức của Hội đồng Giám mục Việt Nam đăng tải. Bây giờ chúng ta cùng trở lại với một trong những hoạt động rất quan trọng của Đức Thánh Cha tại Singapore. Và Biên Cương cũng đã đưa tin ngày hôm qua, nhưng hôm nay xin phép được gửi tới quý vị và các bạn thông tin chi tiết hơn qua tường thuật của Vatican News tiếng Việt. Đó là Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại Sân vận động quốc gia Singapore. Chiều ngày 12 tháng 9, ngày thứ hai trong chuyến tông du tại Singapore, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại Sân vận động quốc gia với gần 50.000 tín hữu, trong đó có các tín hữu đến từ các quốc gia lân cận như Việt Nam, Malaysia, Brunei. Đức Thánh Cha đã dành khoảng nửa tiếng trước thánh lễ chào thăm các tín hữu tại Sân vận động, đặc biệt ngài hôn và trao chuỗi hạt cho các em nhỏ đến chào ngài. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với cộng đoàn như sau: sự hiểu biết sinh lòng kiêu ngạo, còn lòng bác ái thì xây dựng. Thánh Phaolô đã dạy những lời ấy cho các tín hữu tại Corinto, một cộng đồng rất dồi dào các đặc sủng. Với giáo đoàn ấy, vị tông đồ thường khuyến cáo họ hãy nuôi dưỡng sự hiệp thông bằng tình bác ái. Ở đây cũng vậy, chúng ta hãy lắng nghe những lời ấy và đồng thời chung lời tạ ơn Thiên Chúa vì giáo hội Singapore cũng rất phong phú các đặc sủng, rất sôi động cả trong quá trình tăng trưởng và trong cuộc đối thoại đầy tính xây dựng cùng với các tôn giáo khác mà cùng với họ giáo hội đang chung chia vùng đất tuyệt vời này. Chính vì điều ấy, khi lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thành phố này, rồi từ nét kiến trúc, kỳ công lẫn táo bạo của nó, vốn là những điều khiến nó trở nên hấp dẫn và nổi tiếng đến vậy. Nhân vì sự ấy, tôi muốn nói những lời tương tự khởi đi từ sân vận động quốc gia này, National Stadium, nơi mà chúng ta đang tụ họp. Phải nói đây là khu phức hợp rất ấn tượng. Tôi muốn bình luận về nó và muốn nhắc mọi người rằng nguồn gốc của những công trình hùng vĩ này cũng như nguồn gốc của mọi công trình để lại dấu ấn tích cực trên thế giới. Trước tiên, không phải là vì tiền, cũng không phải là công nghệ, thậm chí cũng không phải là kỹ nghệ như nhiều người thường nghĩ, nhưng trước tiên phải là tình yêu. Đúng vậy, tình yêu mới khởi công được. Có lẽ một số người cho rằng nói vậy nghe sao quá ngây ngô, nhưng nếu chúng ta ngẫm kỹ hơn thì lời ấy không ngây ngô chút nào. Thử hỏi rằng trên đời này có công trình hùng vĩ và đẹp đẽ nào được gây dựng nên mà đằng sau nó lại không có những người
tài năng, mạnh mẽ, giàu có, sáng tạo, nhưng dù là nam hay nữ, họ vẫn là những con người mong manh như chúng ta. Đối với họ, khi thiếu vắng tình yêu thì cũng không có sức sống, chẳng có đà tiến lên, chẳng có động lực để làm gì cả và rốt cuộc là chẳng có sức lực để kiến tạo. Anh chị em thân mến, thật vậy nếu trên đời này ta vẫn còn thấy đây đó những điều đẹp đẽ và thiên hảo, thì anh chị em hãy biết rằng đó chỉ là vì trong muôn vàn những hoàn cảnh, chính tình yêu đã chiến thắng hận thù, tình liên đới đã khuất phục được thói thờ ơ và lòng quảng đại vượt trên tính ích kỷ. Nếu thiếu đi những điều ấy, thì tại nơi này thậm chí chẳng ai có thể làm cho một đô thị lớn như thế được mọc lên. Vì lẽ các kiến trúc sư đã không lập dự án, rồi công nhân cũng không thi công, và vì thế mà chẳng có gì được dựng nên cả. Thế thì những gì mà chúng ta đang thấy là một dấu chỉ, và đằng sau mỗi công trình trước mặt chúng ta lại chất chứa rất nhiều những câu chuyện tình cần được khám phá. Chuyện tình về những con người, cả nam lẫn nữ, đã hợp nhất với nhau thành một cộng đồng. Chuyện tình về những cư dân đã hy sinh cho quê hương đất nước của mình. Câu chuyện tình yêu về những người mẹ, những người cha đã chăm sóc cho gia đình. Câu chuyện tình yêu về các chuyên gia và những người lao công đủ mọi hạng loại, họ đã dấn thân nhiệt huyết trong các vai trò và các phận vụ khác nhau. Phải nói rằng rất hữu ích cho chúng ta nếu chúng ta biết khám phá ra những câu chuyện ấy vốn được viết trên mặt tiền nhà và trên các trục lộ giao thông, để rồi khi chúng ta truyền tải những câu chuyện ấy thành ký ức, chúng sẽ nhắc nhở chúng ta rằng nếu như không có tình yêu thương thì chẳng có gì bền vững lại được sinh ra và lớn lên cả. Đôi khi sự vĩ đại và hoành tráng của các dự án mà ta thực hiện có lẽ khiến chúng ta cố quên đi điều ấy, tức tình yêu, rồi ảo tưởng sức mạnh của riêng mình và cho rằng tự thân chúng ta chính là tác giả của chính chúng ta, rồi là tác giả của sự giàu có và thịnh vượng mà chúng ta có được, và cũng là tác giả của nguồn hạnh phúc. Nhưng cuộc sống này rốt cuộc đưa chúng ta về lại với một thực tế duy nhất: thiếu vắng tình yêu thì chúng ta không là gì cả. Vì vậy chẳng phải đức tin đã xác nhận cho chúng ta điều ấy sao, và lại còn soi tỏ cho chúng ta hơn nữa về tính chắc ẩn của nó, bởi lẽ đức tin mách bảo cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa chính là nguồn cội của năng lực yêu thương đang có nơi chúng ta, và chúng ta hằng được Thiên Chúa yêu mến. Với tấm lòng của người cha, Thiên Chúa đã yêu mến chúng ta và đã mang chúng ta vào đời bằng cách thức hoàn toàn nhưng không vô vị lợi. Để rồi nhờ cái chết và sự phục sinh của người con yêu dấu, Thiên Chúa đã cứu chuộc và giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và khỏi sự chết vẫn theo cách nhưng không vô vị lợi ấy. Chính nơi Chúa, chúng ta tìm thấy nguồn cội và sự viên mãn của tất cả những gì mà chúng ta đang là và sẽ trở thành. Như vậy trong tình yêu của chúng ta lại thấy một phản ảnh về tình yêu của Thiên Chúa, ví tựa như lời Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã dạy nhân dịp Ngài viếng thăm vùng đất này, và Ngài đã thêm vào cụm từ quan trọng, đó là vì điều này tình yêu được đặc trưng bởi sự tôn trọng sâu xa dành cho tất cả mọi người, bất kể chủng tộc, tín ngưỡng của họ hoặc bất cứ điều gì khiến cho họ khác biệt với chúng ta. Cụm từ ấy quan trọng đối với chúng ta bởi vì ngoài sự kinh ngạc mà chúng ta cảm thấy được đối với các tác phẩm do con người tạo ra, nó lại nhắc nhở chúng ta rằng có một thứ kỳ diệu hơn, đó chính là con người, những người anh chị em mà chúng ta gặp hàng ngày trên dòng đời. Họ cần được đón nhận bằng tất cả lòng quý trọng và sự ngưỡng mộ, thậm chí phải lớn hơn rất nhiều. Việc đón nhận nhau mà không có sự thiên vị, không có sự phân biệt, giống như cách mà xã hội và giáo hội Singapore đã và đang nêu chứng tá, là vừa có sự đa dạng về sắc tộc đến vậy mà đồng thời lại rất hiệp nhất và đoàn kết với nhau. Tòa nhà đẹp nhất, kho tàng quý báu nhất, phần đầu tư sinh lợi nhất trong mắt Thiên Chúa chính là mỗi người chúng ta đây, là những người con dấu yêu cùng một cha, lần lượt được mời gọi để loan truyền tình yêu thương. Các bài đọc trong thánh lễ hôm nay nói với chúng ta bằng nhiều cách nói khác nhau, nhưng chúng lại diễn tả cùng một thực tại, đó là đức bác ái. Đức bác ái vốn rất tế nhị để biết tôn trọng tính dễ bị tổn thương nơi những người yếu đuối, biết chu đáo quan tâm đến những người bấp bênh để đồng hành với họ trong suốt hành trình cuộc sống, biết độ lượng và hào hiệp để thứ tha là điều vượt trên mọi tính toán và đo lường. Tình yêu mà Thiên Chúa tỏ ra cho chúng ta, tình yêu mà Ngài mời gọi chúng ta lần lượt thực hành là như thế này. Ngài thỏa đáp nhu cầu của người nghèo cách rộng lượng. Ngài tỏ lòng thương xót những người đau khổ, sẵn sàng bày tỏ lòng hiếu khách, tín trung trong những lúc nguy nan, luôn sẵn sàng tha thứ, hy vọng đến mức đáp trả lời báng bổ bằng lời chúc phúc. Đây chính là điểm tựa của tin mừng.
Chúng ta có thể thấy những điều ấy nơi chân dung các vị thánh, những con người, cả nam lẫn nữ, được Thiên Chúa giàu lòng xót thương chinh phục đến mức họ trở thành hình ảnh phản chiếu sống động của Người. Và cuối cùng, tôi muốn đề cập đến hai mẫu gương. Đầu tiên là Đức Mẹ Maria, đấng mà chúng ta cử hành thánh lễ mừng thánh danh hôm nay. Có biết bao lớp người đặt niềm tin cậy trông vào sự cầu bầu của mẹ. Có biết bao môi miệng đã và đang sướng danh mẹ ngay trong những phút giây vui sướng cũng như những lúc đau buồn. Và đó là vì nơi mẹ Maria, chúng ta thấy tình yêu của Chúa Cha được biểu lộ ra theo một trong những cách thức đẹp đẽ và trọn vẹn nhất, đó là sự dịu dàng của một người mẹ. Người mẹ vốn thấu hiểu và tha thứ tất cả và là người chẳng bao giờ bỏ rơi chúng ta. Đấy là lý do tại sao chúng ta phải hướng lòng về mẹ. Người thứ hai là một vị thánh kính yêu của vùng đất này. Ngài đã nhiều lần bắt gặp được ở đây lòng hiếu khách trong các chuyến hành trình truyền giáo của mình. Tôi đang nói về thánh Francisco Xavier. Người đã nhiều lần được chào đón đến với Singapore và lần cuối cùng ngài đến đây là vào ngày 21 tháng 7 năm 1552. Thánh Francisco Xavier để lại cho chúng ta một bức thư tuyệt vời, bức thư mà ngài đã gửi cho thánh Ignacio, một người bạn chí thân cùng thuộc dòng tên với mình. Trong bức thư đó, thánh Francisco Xavier bày tỏ lòng khao khát là muốn đi đến tất cả các trường đại học vào thời ấy để hét to lên như một kẻ điên hết chỗ này đến chỗ nọ, để lay động những ai mê khoa học hơn là đức bác ái, để khiến họ cảm thấy được thúc giục rồi trở nên những nhà truyền giáo mang tình yêu Chúa đến cho anh em đồng loại, rồi vì đó mà họ cũng có thể thốt lên tận đáy lòng rằng: lạy Chúa, con đây, Ngài muốn con làm gì? Tôi thiên mỹ mỗi người chúng ta đây cũng có thể học lấy những lời này để làm thành của riêng mình, noi gương Chúa Giêsu và mẹ Maria. Lạy Chúa, con đây, Ngài muốn con làm gì? Nguyện xin Chúa với mẹ luôn đồng hành với chúng ta, không chỉ trong ngày này mà là mãi mãi, đúng như một cam kết liên lỉ là muốn lắng nghe và muốn đáp lại cách mau mắn những lời mời gọi sống yêu thương và sống công bình. Đấy là những điều mà hôm nay đây vẫn hằng lôi kéo chúng ta hướng về phía lòng từ ái vô biên của Thiên Chúa. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha chào một số nhóm tín hữu trước khi trở về trung tâm tĩnh tâm thánh Francisco Xavier để dùng bữa tối và nghỉ đêm. Kết thúc ngày thứ hai chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Singapore. Thứ sáu ngày 13 tháng 9 năm 2024 cũng là ngày cuối cùng trong chuyến tông du thứ 45 của Đức Thánh Cha. Và ở đây Ngài đã cho thấy tình cảm, sự yêu thương dành cho những đối tượng mà Ngài cho rằng rất đặc biệt. Đầu tiên là những nhóm người có thể nói là yếu thế trong xã hội, người cao tuổi và bệnh tật. Lúc 9 giờ 15, Đức Thánh Cha đã đến nhà dưỡng lão Thánh Teresa để gặp gỡ một nhóm người cao tuổi và bệnh tật. Ở đây, Ngài đã nói với họ rằng lời cầu nguyện của họ rất quan trọng đối với Chúa. Tôi xin các bạn hãy cầu nguyện cho giáo hội và cho nhân loại. Lời cầu nguyện của các bạn rất quan trọng đối với Chúa. Chúa rất vui khi nghe lời cầu nguyện của các bạn. Sau lời chào đón nồng nhiệt và lời chào hỏi những người có mặt, Đức Thánh Cha đã trấn an họ và dặn dò họ về việc cần phải cầu nguyện, cũng như mong muốn họ cầu nguyện cho Ngài. Như chúng ta đã biết, nhà dưỡng lão Thánh Teresa được thành lập cách đây 90 năm. Hiện nay đang chăm sóc cho 200 người già và được quản lý bởi Dịch vụ Phúc lợi Công giáo, một cơ quan dịch vụ xã hội phi lợi nhuận. Trong nhà nguyện, Đức Thánh Cha Francisco đã ban phước cho khoảng 60 người cao tuổi ngồi xe lăn từ 3 viện dưỡng lão do Dịch vụ Phúc lợi Công giáo điều hành. Đó là nhà dưỡng lão Thánh Teresa, nhà dưỡng lão Thánh Giuse, nhà dưỡng lão Villa Francis. Sự kiện này đánh dấu sự kiện áp chót của Đức Thánh Cha tại Singapore. Được biết, nhà dưỡng lão Thánh Teresa sẽ sớm được chuyển đến một cơ sở chăm sóc tích hợp mới, lớn hơn và khang trang hơn, có tên là Làng Thánh Teresa. Còn nơi ở hiện tại sẽ được phát triển thành trung tâm công giáo cho Tổng giáo phận Singapore, nơi sẽ là trụ sở của các tổ chức công giáo lớn của Tổng giáo phận, một trung tâm hội nghị, các cơ sở tĩnh tâm và một nhà dành cho giáo sĩ cao tuổi. Trong cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha đã ban phước cho những người có mặt cũng như làm phép tấm bảng trung tâm công giáo. Sau đó, hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Singapore cũng là hoạt động cuối cùng trong chuyến tông du ra nước ngoài lần thứ 45 của Ngài, đó là gặp gỡ liên tôn với người trẻ tại trường cao đẳng công giáo. Tại đây, Đức Thánh Cha đã đối thoại liên tôn với những người trẻ, kêu gọi họ cam kết vì sự thống nhất và hy vọng giữa những người trẻ tuổi thuộc nhiều tôn giáo khác nhau tại Singapore. Khoảng 600 người tham dự từ hơn 50 trường học và các tổ chức liên tôn và tôn giáo. Đây là sự kiện cuối cùng của Đức Thánh Cha trong chuyến tông du tới châu Á và châu Đại Dương.
Ở đây Đức Thánh Cha quan tâm tới lời cam kết của những người trẻ. Những người trẻ đã cam kết sẽ thực hiện lời cam kết của thế hệ tương lai, làm việc vì sự thống nhất và hy vọng. Sau bài phát biểu của Đức Thánh Cha và trước một khoảnh khắc cầu nguyện thầm lặng, những người trẻ tuổi đã cùng nhau đọc lên: "Chúng tôi thế hệ tương lai cam kết trở thành ngọn hải đăng của sự thống nhất và hy vọng bằng cách thúc đẩy sự hợp tác và tình hữu nghị, nuôi dưỡng sự chung sống hòa hợp giữa những người với những tín ngưỡng khác nhau." Đức Thánh Cha cũng đã được lắng nghe những lời chứng của những chứng từ của những người theo đạo Hindu, đạo Công giáo và nhiều đạo khác. Trong cuộc trao đổi với những người trẻ, Đức Thánh Cha đã mời gọi họ ra khỏi vùng an toàn của mình và có lòng can đảm để tiến về phía trước và đưa ra những ý kiến mang tính đóng góp và xây dựng. Nếu các bạn đối thoại khi còn trẻ, thì các bạn sẽ có thể làm như vậy với tư cách là công dân và là thành viên của một cộng đồng. Đừng sợ hãi khi đưa ra ý kiến của mình. Đức Thánh Cha bảo họ hãy chấp nhận rủi ro và tham gia vào thế giới. Đừng sợ hãi, Ngài nhấn mạnh, và Ngài lưu ý rằng nếu như bạn sợ hãi có thể làm cho bạn tê liệt. Ngài cũng thừa nhận rằng những người trẻ cũng giống như mọi người khác, chắc chắn có thể sẽ mắc sai lầm. Phạm sai lầm là điều bình thường, nhưng điều quan trọng hơn, theo Đức Thánh Cha gợi ý, là thừa nhận sai lầm và làm lại. Cuộc gặp gỡ để lại nhiều ấn tượng đối với những người trẻ, không chỉ là những người trẻ Công giáo mà là còn của nhiều tín ngưỡng khác. Gặp gỡ những người trẻ trong cuộc đối thoại liên tôn tại trường cao đẳng Công giáo cũng là hoạt động cuối cùng, và vào lúc 11:20 theo giờ Singapore là nghi thức chào biệt tại sân bay quốc tế Singapore Changi. Tại đây tiễn biệt Đức Thánh Cha, ngoài Đức Hồng Y William Go, Tổng giám mục Singapore, còn có Tổng giám mục Marek Zalewski, sứ thần tòa thánh tại Singapore, đồng thời cũng là đại diện tòa thánh thường trú tại Việt Nam. Những hình ảnh chia tay Đức Thánh Cha thật sự là ngậm ngùi, để lại nhiều tiếc nuối. Vào lúc 12:25 theo giờ địa phương, chiếc Airbus A350-900 của hãng hàng không Singapore Airlines đã đưa Đức Thánh Cha cất cánh từ sân bay quốc tế Changi đến Roma. Dự kiến Ngài sẽ đến Roma vào lúc 18:25 giờ địa phương. Như vậy là Đức Thánh Cha Francisco đã kết thúc chuyến tông du dài nhất, đến với nhiều quốc gia nhất khi mà Ngài sắp bước sang tuổi 88. Và đến lúc này có thể khẳng định rằng chuyến tông du của Đức Thánh Cha là một chuyến tông du tràn đầy hồng ân của Chúa, sinh lợi nhiều những hoa trái đức tin, mang lại nhiều giá trị tinh thần và gắn kết giữa các tôn giáo tại các quốc gia ở Đông Nam Á, có Indonesia, có Đông Timor, có Singapore và ở châu Đại Dương là Papua New Guinea. Và Biên Cương cũng rất hân hạnh đồng hành cùng quý vị và các bạn với series video Đức Thánh Cha Francisco Nhật ký tông du. Hôm nay cũng là số cuối cùng đưa tin tới quý vị và các bạn hành trình tông du của Đức Thánh Cha. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành trong suốt thời gian vừa qua và mong quý vị sẽ tiếp tục đồng hành trong những video khác trên kênh YouTube Biên Lý Viên Tạ Biên Cương Khám Phá và Trải Nghiệm. Và quý vị cũng đừng quên dành ra ít giây để bấm đăng ký ủng hộ kênh. Chúc quý vị thật nhiều ân sủng của Thiên Chúa. Biên Cương cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những nguồn hình ảnh, thông tin rất quý giá, kịp thời của Vatican News cũng như Vatican News tiếng Việt và nguồn thông tin từ Hội đồng Giám mục Việt Nam. Xin Chúa trả công ơn bội hậu cho tất cả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.